Barrett M107 được coi là một trong những loại súng bắn tỉa hiện đại nhất thế giới hiện nay, do công ty Mỹ Barrett Firearms sản xuất và cung cấp cho quân đội xứ Cờ Hòa. Súng có nhiệm vụ chính là thay thế dòng M2 Browning. Quan trọng hơn, Barrett M107 đã loại trừ nhược điểm lớn nhất của tiền bối là sức giật mạnh. Bằng cách dùng các cơ chế dàn đều sức giật ra toàn bộ khẩu súng, lắp lò xo gia cường và tạo ra đầu nòng điều hướng luồng khí thuốc phụt ra hai bên. Súng trang bị hệ thống nạp đạn bằng độ giật chứ không phải bằng khí nén. Thân có gắn chân chống chữ V để tiện cho việc tác chiến. Barrett M107 có nòng dài 115 cm, trọng lượng 13,6 kg, dùng đạn 12 ly 7, có thể xuyên thủng vỏ giáp dày 3 cm của các loại xe bọc thép với sơ tốc đầu nòng đạt tới 3.100 m/s. Với tính năng này, súng sẽ khiến kẻ thù bị tiêu diệt trong yên lặng, vì viên đạn đã tiêu diệt kẻ thù trước vài giây khi âm thanh của tiếng nổ vọng tới. Bên cạnh đó, thay vì bắn phát một như thường thấy ở nhiều loại súng bắn tỉa khác, Barrett M107 có khả năng bắn liền 10 phát đạn liên tiếp trong vòng chưa đầy 10 giây. Về lý thuyết, súng dùng để ngắm bắn các mục tiêu đường kính 12 cm ở khoảng cách 2 km. Tuy nhiên, trên thực tế, từng có báo cáo cho rằng loại súng này đã tiêu diệt được các mục tiêu ở khoảng cách 2,5 km ở Afghanistan.